Chứng minh bên Mỹ thì chúng ta sẽ lấy tổng cái thời gian của chúng ta là 18 giờ. Thì khi mà mấy anh chị chuyên môn hóa, mấy anh chị sẽ được 2,25 tấn sắt, giữ lại 1 tấn và bán 1,25. Rồi, mỗi tấn chúng ta bán 8 đô thì thu được 10 đô. Và mua cà phê về thì 7 đô 1 tấn. Mấy anh chị tắt micro giùm tôi với. Chị Tuyết Hoa ơi, chị Tuyết Hoa, chị tắt micro giùm cô với. Rồi tôi nói tới đâu quên nữa rồi. Rồi bây giờ mấy anh chị sẽ dư 1,25 tấn ha. Chúng ta xuất khẩu mỗi tấn là được 8 đô, chúng ta thu được 10 đô. Đổi lại cà phê bên Việt Nam bán 7 đô một tấn, chúng ta sẽ thu được 1,43 tấn cà phê. Vậy thì sau khi chuyên môn hóa xong thì chúng ta sẽ lời hơn là 0,43 tấn cà phê ha. Rồi. Rồi, cái đó là cái bên phía Mỹ ha. Còn bên phía Việt Nam, để tôi coi coi slide tôi để ở đâu. Đây. Bên phía Việt Nam thì chúng ta sẽ chứng minh với 19 giờ chúng ta được 2,7 tấn cà phê, giữ 1 bán 1,7. 1,7 tấn này chúng ta sẽ lấy tiền chúng ta đi mua sắt nha, và chúng ta thu được 1,5 tấn sắt. Vậy thì ở đây á có một số bạn làm ra kết quả cũng đúng rồi nè. Chúng ta gia tăng 0,5 tấn sắt và Mỹ thì sẽ gia tăng 0,43 tấn cà phê. Ok ha. Rồi. Bây giờ cái đó là minh họa cho cái bài lợi thế so sánh tuyệt đối. Bây giờ đối với cái lợi thế so sánh tương đối ha, thì mấy anh chị làm giùm tôi bài số 7. Bài này tôi thì tôi không có giải. Bài này tôi không có giải cho nên không chiếu slide cho mấy anh chị được đâu, mấy anh chị làm nha. Mấy anh chị nhìn bên đây nè, Việt Nam hoàn toàn không có lợi thế tuyệt đối nào, tại vì mặt hàng nào chúng ta cũng cao giá hơn hết. Thì chúng ta sẽ tìm lợi thế tương đối rồi chúng ta đi chứng minh. Một hồi mấy chị làm xong, mấy chị cũng gõ lên là bài số 7 Việt Nam là chuyên môn hóa cái gì và lời hơn bao nhiêu ha.